Xin tất cả các bạn, chào các bạn đã quay trở lại trên mình. Mình là Dung mới này, thế hôm nay mình sẽ đến một game mới. Đó chính là The Planet, nói chung là đại chiến của những người khổng lồ Titan đấy nào. Những con Titan thì trong này mình sẽ đóng vai là một con robot. Đấy, robot đi xâm lược. Đấy, ok, let's go. Thì mình đã có tạo trước một cái account thế này em ạ. Mình đã xâm chiếm đây này. Đây em ạ. Đây này, để mình xem nào. Thì cái này nó giống như là thế chiến thứ nhất và thế chiến thứ hai. Đấy, người chẳng hạn người Đức đi xâm lược để mở rộng lãnh thổ. Đấy, thì ở đây nó ở phạm vi rộng hơn. Đấy, là xâm lược cả một cái thiên hà. Không biết đây là ngân hà hay thiên hà. Nói chung là xâm lược nhiều hệ mặt trời. Đấy, hệ mặt trời ở trong này thì hơi phát nghe một chút. Hệ mặt trời có thể 1 đến 2 hành tinh thôi. Ok, bây giờ mình sẽ xâm lược hành tinh này. Mình đang có rất nhiều công nghệ máy bay này, công nghệ armor bot này, công nghệ pháo cao xạ và công nghệ gì đây mình cũng không biết. À, mình quên mất cái tin này mình xong rồi à? Cái gì mà 300% này? À, đây mình nhớ cái này đi. Ok, mình thấy cái này chất lượng hơn này. Mình sẽ bắt đầu đi xem trước một hành tinh khác nào. Mình sẽ lấy hình canh hình. Ok, bây giờ mình sẽ chỉnh âm thanh to lên một chút đây nè mà. Mặc volume lên cho thầy. Mày là vừa đấy em ạ. Bao nhiêu? 100. Ok, gọi fighting. Đấy. Nào, đây là một cái hệ mặt trời mà được may mắn đấy. Và rất là may mắn khi được gọi là hit chung đấy, hit chung. Xâm lấn. Lại đi qua nào. Tí nhá. Đang quay để cậu vào ấy, thử đi này. Đấy, hệ mặt trời đây thì chỉ có một hành tinh thôi. Hơi đáng tiếc cái này mà hành tinh này thì khá là tươi đẹp đây. Có rừng rú này, hơi ít nước một chút. Đây, có một đây, có cái phun nước bé tí tí. Wow, chỗ này nhiều quặng này. Thì ở đây chúng ta có hai điểm đáp. Ở đây mình có hai cái điểm để đáp này mà. Đấy, thì một là chỗ khu vực 2, 2 là khu vực 1. Khu vực 1 thì này, quặng nó hơi cách xa nhau mà có bao cái quặng. Khu vực 2 thì 5 cái quặng gần nhau đấy, nhưng mà khu vực 1 thì nó lại có mấy cái quặng xung quanh này gần hơn. Nhưng khu vực 2 thì ở đây có một cái rãnh nứt đấy, không phù hợp cho việc để gọi là đi xâm lấn. Đây mình sẽ chọn khu vực 1. Mình sẽ nhảy vào đây, em nhấn vào xong đó start. Emulation đấy, mình bắt đầu xuống một hành tinh. Nào, bắt đầu mình này. Một tiên là gian, mình cưỡi tàu vũ trụ của Son Goku. Boom. Và sau đó dùng một này bà là xuống. Anh em có thể thấy đây là một con robot của mình. Mình đã chọn một cái loại robot. Đây đây, quay mặt lại cho anh em xem nào. Đây. Cứ chọn một cái loại robot mà nhìn nó giống Godzilla một tí. Bởi vì nó có cái vây lưng này. Việc đầu tiên chúng ta, đây là cái nhà máy xây dựng sắt này em ạ. Đây, anh em xem này. Ui xời, biểu phun sơn lên em ạ. Đấy, đây là gọi là, nó nói cái thành phần gọi là sơn súng tăng nam đấy. Không biết đây gọi là phun sơn đây đi tẻ dầm đây em ạ. Đây xem nào, chắc là tè dầm rồi. Úi xả xịt liên tục ơi, đây người ta sẽ còn chưa tặng ngoài phút sơn đi. Đấy, sơn súng tăng nam. Đấy, thì đầu tiên mình cần xây dựng các cái nhà máy quặng sắt này nè mà. Rồi, tí nữa mình sẽ đi do thám con đỉnh sau. Thì trên hành tinh này có một cái con đỉnh, nó chỉ là con đỉnh một tím này. Rồi, nào mình không hiểu tại sao trên một hành tinh to đùng như thế này mà có mỗi cái con đấy thôi nè mà. Ấy, có mỗi cái bọn đấy rồi thôi. Sau đó mình, đây có thể thấy đây là 45.000 đúng không? Cộng 2k cho mấy đúng không? Mình sẽ ôm vào đây, tạo ra một cái này. Đấy. À, cái này nó chỉ số phần trăm và cái này chỉ phần trăm thôi. Nhắm giờ đấy, đây là một cái này lúc đầu là bao nhiêu nhỉ em, anh quên rồi, mình quên rồi các bạn, để tí nữa đi. Nào bao nhiêu nhỉ? Nó tăng lên này. Đấy, đây là một cái nhà máy năng lượng 2k8 rồi. Thì bây giờ chúng ta cần chữ cái gì đây? Master store. Ok, mình sẽ xây thử phát đấy. Xây thử đi em, mình rất thích cái game này, nó chính là nó tè à, không phải nó gọi là phun sơn khắp nơi đấy, sơn súng tăng nam mà. Đấy, phun sơn là vào khu vực là kiến trúc xây dựng lên. Đây chính là công việc mà nhiều người hay làm. Đấy, nhiều thanh niên hay làm ở ngoài đời. Đó chính là dẫm đá lộn. À, đái đường người ta mà đấy, đái tháo đường đấy. Ok, thì không hiểu cái này là cái gì thì để xong. Giờ chúng ta cần một xây một cái loại, đó chính là loại nhà máy này, nhà máy Amobot, nhà máy A. Thì mình ở đây chia làm hai loại, ba bốn loại nhá. Loại đầu tiên là gọi là tàu thủy đấy, tàu thủy đánh bộ. Ồ, có tàu thủy đánh bộ vân vân đấy, có A máy bay,
có bot là robot và có cái này là xe tăng. Thì mình sẽ xây mỗi cái nhà máy một cái. Đầu tiên ta cùng xây A, bởi vì là cái A của mình ấy là một cái mà kiểu như là đấy em ạ. Đây thì con tướng của mình có đủ các chức năng này, di chuyển này, cái này không biết để tấn công này, đấy cái gì cái này file, cái file gì đấy. Alo, bắn lên em ạ, bắn mình để bắn vào nhà máy như thế nào. Ồ, không đổ được em ạ. Out to đây rồi. Phun sơn nào, nếu mình có cái này mình sẽ ước là mình có khả năng này em ạ. Đấy, để tại sao lúc nào tay mình cũng có thể sơn được, chẳng hạn mình thì mới đốt ong đốt. Đấy, nhanh trí phun đầy sơn vào tay. Quá super saiyan. Ok, thì anh em có thể thấy là bọng sắt của mình đang rất là ít. Bây giờ chúng ta cần chế tạo 5 cái máy bay này em ạ. Thế mình bấm con này. Đấy, năm cái máy bay này gọi là 5 cái máy bay xây dựng. Thì đây, anh em có thể thấy, ui sổ, đẹp phai em ạ. Đấy, mình sẽ cho anh em này, đồ họa này. Chi tiết luôn này, cái quá trình xây dựng máy bay đấy, từng con lính rất là chi tiết. Đây, giờ có quá trình xây dựng này. Ok em ạ, thế anh em có thể thấy cái máy bay xây dựng này có một bộ phận cái hình kiểu như là công nhân ấy, cái gì mà sửa chữa cái gì ấy nè. Ok, đấy là cậu một cái con máy bay công nhân. Thì đây em ạ, một con máy bay công nhân. Thì tại sao mình lại nói cái vấn đề này? Bởi vì là anh em có thể thấy là cái con máy robot của mình này, nó vừa có một cái tay công nhân này, là có thể phun sơn này, một cái tay tấn công này, đấy. Chính là con robot mình là đa năng. Bây giờ chúng ta cần phải mở rộng thị trường để có thể gọi là tạo ra thịt. Đầu tiên mình thấy là năng lượng thì vẫn chưa thiếu nhiều lắm, nên là mình sẽ mở rộng năng lượng sau. Đây, ui dạ, ai à, bọn này kiểu mình không để ý một tí thôi là nó lại không làm mà lại quan em không. Đấy, nó không hề làm việc, kiểu như là ê, không ở đây rồi, không sao anh em, không cần làm đâu. Đấy, nó phun sơn linh tung phí cả nhiên liệu của anh vậy. Tôi thấy đấm như mấy phát là thọt mỏ trong. Ok anh em ạ. Rồi sau khi đầu quá trình chúng nó sẽ không bị xâm chiếm nữa nha, kẻ này chắc chắn sẽ không xâm chiếm thì mình đâu, nhưng mà mình sẽ xây cho thêm 5 con rồi mà đây vào 5. Ok, đây phun sơn vào. Ok rồi, anh em em vẫn có thể thấy là sắt bắt đầu này, sắt lên này, lần trước là giảm 14 giờ sắp tăng lên rồi. Đấy, ghê gớm chưa. Ok, lại sau đây. Rồi, lên ạ. Xinh. Ôi trời ơi, được rồi, giờ sắp cộng lên 40 rồi. Bây giờ chúng ta cần quay về. Đấy, để đánh như con này, để kiểu xây dựng. Rồi, con này xây dựng đây. Đây gọi là máy bay công nhân xây dựng thì em nhớ. Đấy, còn máy bay hệ chiến đấu nó khác cơ. Thêm 10 con, thêm 5 con nữa này. Đấy, chưa, mình cần khá nhiều máy bay xây dựng để tạo nên nhiều nhà máy khác nhau anh em ạ. Đấy, mà tạo ra nhiều nhà máy thì cần rất là nhiều năng lượng và sắt. Đấy, nên là bây giờ chúng ta ok mình thì mình là một người không muốn tốn nhiều thời gian mà không thích ấy, nên là bây giờ mình sẽ phải xây thật nhiều cái đây cái mỏ năng lượng. Đây mình sẽ tạm gọi đây cái mỏ năng lượng. Em có thể thấy con robot của mình là một con bình thường đúng không? Đấy, nó chỉ to ngang cái nhà máy thôi. Bởi vì sao? Đấy, bởi vì mình không chọn chế độ Uber. Đúng rồi, mình không chọn chế độ Uber. Bây giờ mình cần thiết là xây thật nhiều năng lượng lên một chút. Ok, xây thật nhiều năng lượng lên một chút. Đấy, 4k năng lượng rồi. Mình cần 10k năng lượng để xây lúc nào cũng đầy. Đấy, 5k rồi. Úi xời, cần rất là nhiều năng lượng anh em nhá. Rồi, sắt hiện tại vẫn chưa thấy giảm. Đấy, vẫn cộng. Cho dù mình sơn đến mấy vẫn cộng. Đấy, thế mới là hoàn chứ. Nào giờ cộng 6k5 rồi. Rồi thêm nào, xây thêm anh em ạ. Anh em biết tại sao mình phải xây thêm không? Cộng 7k rồi. Đấy. Rồi được rồi. Xây thật nhiều dãy nhà máy này. À, mình yêu cầu, em yêu cầu anh tướng anh qua đây ăn là nói chung thì cái con tướng dung hít này, hít dung này, đấy, hít dung này. Nó chả là cái gì ngoài đẹp trai, khoai to, phong độ thông minh. Đấy, làm nhiều con tên hay đấy, vân vân. Chả là cái gì ngoài những thứ đấy nhá. Đấy, ok, cái kia cộng 8k rồi, mình sẽ lên cho 10k nhá. Mình cho nó lên 10k là mình sẽ dừng lại. Đây, thêm một cái nhà máy nữa là vừa. Thì mặc dù như thế này là gần như đã đủ rồi, mình thiếu sắt này. Mình nhận ra là sắt của mình xây ít quá. Thường thường như thế này là đã đủ rồi, nhưng mà mình nghĩ là vẫn chưa. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cần xây thêm. Đấy, rồi. Thì bây giờ chúng ta cần phải có một thứ để bảo vệ tạm thời. Thì đây mình xây, đầu tiên là mình sẽ xây một bức tường để cho cái con này của mình nó khỏi bị sao anh em ạ. Đấy, rồi con này đi đây.
cho cái con thủ lĩnh của mình đấy, hiến trung của mình đấy khỏi bị kẻ thù tấn công bằng cách là tạo ra một cái hàng rào. Ok được rồi, mày đứng trong này cho teo, mày đứng trong này cho teo. Rồi rồi, nói chung thì nó tự xây này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cần thêm một cái bên này nữa. Rồi nhân nhân nữa sẽ đấy, chú thấy bọn lính của chú chưa? Ấy bọn lính của chú chỉ kiểu anh em phải hiểu như thế này để cho mình đấy, là kiểu là anh em học một nghề, học nguyên một nghề cả đời thì nó sẽ có thể được anh em ạ, thì rất là giỏi về nghề đấy chứ anh em học 13 nghề thì làm sao mà đỡ được. À anh em đừng nghĩ là mấy con robot không là công nhân xây dựng không thể tấn công nhá, bởi vì nó có cả khả năng này đảo ngược quá trình xây dựng, có nghĩa là bây giờ kẻ địch tạo ra robot mà bọn robot đấy cũng là do nó xây dựng anh em ạ. Bọn robot đấy cũng là do nó xây dựng, bây giờ mình đảo ngược quá trình xây dựng của nó thì có phải là đặng đặng bù bù là bao là bao à. Ok thì ở cái chỗ mà thủ lĩnh của mình ngồi thì mình phải tạo ra các con máy, các con các cái gọi là máy bay phòng thủ đấy, đây người ta gọi là cái đây laser phòng thủ tầm đấy, laser phòng thủ tầm ấy anh em ạ. Này, pháo phòng bay này, đấy, pháo chống máy bay này, pháo chống máy bay chúng ta phải cần nhiều lên một chút, bởi vì hệ thống máy bay thì mình cũng khá là khỏe. Đây, cho thêm một cái đây nữa. Có cái này là single player, cái này thì có lẽ là hai cái giống nhau, cái này to hơn em ạ, cái này to hơn, chính tỏ xịn hơn. Sao nó không xây này? Đây. Được rồi. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là không phải là xây ấy nữa, chúng ta cần xây thêm. Đó chính là nhà máy máy bay bậc 2 đấy. Ok chúng ta cũng xây nhà máy máy bay bậc 2, vậy thì tại sao mình phải xây cái nhà máy máy bay bậc 2 này thì tí nữa các bạn sẽ hiểu thôi. Và cái nhà máy máy bay bậc 2 phải gọi là hào đống nhiên liệu của mình luôn anh em ạ. Ôi trời ơi luôn kìa mấy anh, nhưng mà sắt mình thì hao không nhiều lắm này, sắt mình hao lại không nhiều lắm này. Rồi thoát ra đấy, chờ cho nó hồi, cái này hồi của mình hẳn 10k lên đây là rất là nhanh. Nếu anh em để lâu thì cái này sẽ tự động tụt xuống nhá. Đấy úi xài, mình rất thích cái này ở chỗ là nó có cái kiểu từng cái tia sáng nó xây dựng lên dần dần đấy, trần dần và trần dần đấy. Ok rồi anh em ạ, xây nốt. Vâng, có lẽ là khởi đầu mình xây hơi nhiều máy năng lượng rồi. Bây giờ mình để tránh việc cái nhà máy năng lượng 12 này của mình bị tấn công, mình cần xây mấy cái pháo phòng thủ này em ạ. Đấy, pháo phòng thủ xung quanh mấy cái nhà máy này của mình. Ok, pháo phòng thủ xung quanh mấy cái nhà máy này của mình để tránh trường hợp kẻ địch nó sẽ sang xâm lấn. Đấy, xâm lấn thì nó rất là nguy hiểm. Đây, đặt một cái pháo phòng vệ ở đây. Nhanh một chút. Đấy, được chưa? Rồi và hai cái này mình thường là mình sẽ sử dụng nhiều phòng không một chút đi em ạ. Anh biết tại sao không? Bởi vì là cái phòng không ấy đây ấy à, dạ nó đi từ hướng này à, chết sợ rồi, nó biết vị trí của mình rồi. Không còn đây, không còn đây. Nhờ đấy, cái bọn pháo phòng không mình bắn đây em ạ. Ok được rồi, thì bây giờ chúng ta cần chế tạo ra 5 con máy bay xây dựng bậc 2 đấy. Xem nào, 5 con máy bay xây dựng bậc 2 tốn khá là nhiều mana đấy, nó muốn khá là nhiều mana của mình. Nhưng ok mình xây rồi, được rồi. Ok mất luôn con máy bay xây dựng bậc 2 của mình rồi, cay thế nhở. Ok em ơi, đấy nhờ cái máy bay mà vừa là một chi tiết rất nhỏ của game này nhưng mà nó vẫn xây dựng rất là nhìn rất là đẹp. Thì mình tạm thời mình cần một con máy bay xây dựng bậc 2 để làm gì, thì trong cái con máy bay xây dựng bậc 2 này nó có một cái công nghệ, rất là nhiều công nghệ bậc 2. Ngoài cái này bậc 2 ra thì bọn kia cũng có. Chúng ta có Hawking, đây là pháo cao xạ với khả năng càn quét cả bản đồ, đưa bản đồ. Đấy, mặc dù mình có thể bấm cái này để có thể phá hủy nát luôn cái trụ này nhưng mà không, được xem làm sao. Hoặc là mình có thể kết cấu với cả Triều Tiên để tạo ra máy phóng tên lửa hạt nhân. Đấy, tầm phóng toàn hành tinh, ôi trời ơi luôn. Không thì đã có anti-nuclear đấy. Dạ con người quá là thông minh luôn, anti-nuclear, hết nuclear rồi anti-nuclear. Còn cái này thì rất là to nhưng mình không biết xây đâu. À, mình biết cái này thì khi nào mà lên một cái hành tinh mới mình sẽ bảo. Thì bây giờ điều quan trọng đây là chúng ta có một cái nhà máy năng lượng bậc 2. Chúng ta cần tất cả bọn này ra xây cái nhà máy năng lượng bậc 2 này. Đấy, cái nhà máy năng lượng bậc 2 này muốn rất là nhiều ấy của mình em ạ. Nó
uốn rất rất là nhiều các cái quặng mỏ của mình. Nhưng mà không sao, nó rất là đáng tiền luôn. Nó phải gọi là đáng đồng tiền bạc gạo. Đấy, ui giời, to nản đúng không? Bọn đồng ngoài cái tuổi gì. Ok, giờ chúng ta cần thêm, gọi là cái gì này, mình có thể đè lên em nhá. Đấy, nhà máy năng lượng 2 thì không đè lên được. Ê mẹo, nhưng mà nhà máy khai thác quặng bậc 2 thì có thể đè lên được. Và công phí xây dựng cái này thì khá là ít, nên là mình sẽ xây hết đoạn này. Mình sẽ xây hết cái đoạn này. Đây, hơi to nhỉ. Đây, xây ba cái này. Đợi nó xây xong đây em ạ. Ái à, bọn đầu mai, bọn đầu mai, mình cần xây thêm ba cái này. Nếu các bạn không biết thì khi mà nó lên bậc 2, nó sẽ cung cấp cho mình rất rất là nhiều. Xây đi rồi. Được rồi em ạ. Có lẽ là số công nhân xây dựng của mình hơi ít. Anh em phải hiểu như thế này, chúng mình năng lượng dư thừa, thiếu công nhân xây dựng thì cũng xây rất là lâu. Đấy, nên bây giờ chúng ta phải đi xây thêm công nhân xây dựng thôi. Chưa bao giờ mình nhận cái câu xây thêm công nhân xây dựng. Đấy. À mà quên, có một điều quan trọng nữa là mình chưa thử này, mà mình chưa làm này, quên. Mình cần phải dựng cái radar bậc 2 tầm phủ sóng là, à tầm quét là toàn hành tinh luôn. Đấy, đây là lý do tại sao mình muốn khởi đầu với bậc 2. Bây giờ mình sẽ đặt ở một cái nơi mà khá là sát tướng của mình cho nó an toàn nên em ạ. Bởi vì radar mà mất thì mình không theo dõi được cái gì. Bây giờ mình phải xây cái radar bậc 2 này để tránh trường hợp mình không xác định được cái, nó biết vị trí của mình rồi, nó có thể cử quân tấn công bất cứ lúc nào. Nên là bây giờ mình phải xây cái radar bậc 2 để biết vị trí của nó ở đâu, quân lính của nó làm cái gì. Ok, được rồi, xác định vị trí. Đây, ái à, nằm dưới một nửa bản đồ của mình à, ghê gớm đấy. Cái bọn này thì chưa xây dựng cơ lắm à, ở vùng đồi núi à. Ok, à nó cách một cái rãnh này nè, cái rãnh này, cái rãnh mình phải đi vòng, bọn lính đánh bộ của mình phải đi vòng. Rồi bây giờ chúng ta cần xây thêm công nhân xây dựng 5, 6, 7, 8, 9. Rồi mình cần 9 anh em ạ, 9 còn đâu rồi. Mình phải phóng to rồi, đây, dung to ra để biết được bọn nào là bọn công nhân xây dựng. Rồi chúng ta cần qua đây, mình cần thật là nhiều bọn công nhân xây dựng để có thể xây nhanh được cái kia em ạ. Để có thể xây nhanh được cái, xây nhanh được cái, không biết các bạn có biết là xây nhanh được cái mấy cái nhà máy năng lượng cả. Đấy, sắt thì hiện tại là chưa thiếu, bởi vì công xây dựng mấy con máy bay này này, sắt đấy em ạ, sắt mộc ngoài thì ít, nhưng cái loại mà cậu cái năng lượng này nó xì xì để nó bay này này. Ui, một cái giờ mình cứ để ý bọn này chất bãi bọn bậc 2 này này, nhìn xịn hơn bọn này nhiều. Bọn này nhìn bọn trẻ trâu thôi, bọn này chất. Đấy, tí mình sẽ dựng máy bay quân đội để tấn công cái đi. Ok, còn mấy con nữa nào, 5 con nữa à, bắn hết được này nào, tải giúp đi. Đấy, do giờ năng nhanh quá mà nên là năng lượng nó thiếu hụt, bởi vì nó đang mình đang làm nhanh quá. Đấy, rồi gọi pha ạ, pha ạ, pha ạ, xinh. Nếu như năng lượng của mình vô cực ấy thì công việc làm nó rất là nhanh. Đấy, nhưng mà ở đây công việc của mình lại không vô cực được thế nào chứ chị nào. Năng lượng của mình lại không vô cực được, còn 3 con nữa thôi, 3 con máy bay nữa thôi. Một con máy bay năng lượng rất là cần ngốn, gọi là ngốn ấy. Bọn đồng ngoài này có phải là ơ, à đây, mình tưởng mình nó bị mất tích. Ơ, zoom gần lại mình mất cỡ. Đây nè bạn, đấy cái xanh xanh này không biết của nó chắc là một cái thứ gì đó. Ai à, à một cái máy bay bay nhanh như thế này chỉ có cơ thể một cái máy bay thôi. Ấy à, đi vòng này xem nào anh em, xem cái hướng bay của nó nhá, nó định bay đi đâu nè. Ai à, ấy à, nó định bay đi đâu. Ô, nó cứ bay một vòng này nè. Thật đấy, mình đang lo sợ là cái máy bay là một cái máy bay chiến đấu. Không, máy bay này không phải máy bay chiến đấu rồi. Ok, làm cho file bạn xem. Ồ, không nổ được anh em ạ. Ok, mình cứ tự nổ được cơ. Rồi, sau khi xây dựng tất cả con này, bây giờ chúng ta cần xây thật nhiều nhà máy năng lượng 2. Chúng ta cần xây thêm 2 cái nhà máy năng lượng 2 nữa để có thể đủ nhiên liệu hoạt động. Đấy, trừ 24.000, trừ 34.000. Rồi, được rồi. Ok, hồi thật là nhiều vào. Giờ mình mong là mình có thể tạo thật ra thật nhiều năng lượng. Thật nhiều năng lượng, tràn đầy năng lượng. Có thể ấy em ạ, cộng 25.000 năng lượng mỗi lần rồi. Mình tăng thêm thôi. Mình tạm thời mình xây một cái ở đây đó. Rồi, này, một cái nữa này. Rồi, đây, để đây rồi. Thêm cái nữa này. Mỗi cái này cộng 5.000 năng lượng em ạ, hơi bị nhiều đấy. Rồi, 100% rồi. Thêm cái nữa này, mình cần rất là nhiều năng lượng. Ok,
mình cần biết là cái này nó có cử con nào sang bắn mình không chứ. Ok xem nào. Đây mình không biết là bạn có ủng hộ không. Mình thấy game này mình khá là thích, game này vì đồ họa nó khá là đẹp. Đấy phải đi cái quá trình của nó xây dựng lên ấy. Sải úi sải phê thôi rồi. Để xem liệu bây giờ nó còn 4 mana không nhá. Ai bọn đồng ngoài này, bọn đồng ngoài này. À giờ thậm chí mình xây rất là nhiều nhà máy năng lượng luôn. Xây thật nhiều rồi anh em ạ. Mình là một kẻ độc tài. Hít dung mà là một kẻ độc tài tham lam đấy. Nên là mình phải xây thật nhiều năng lượng. Ok. Với cái tốc độ xây này thì khá là nhanh, nhưng mà năng lượng thì ngốn không được nhiều. Cho dù ai mà nó bay lừa mình này, mày thích lừa ai hả? Mặc dù là muốn rất nhiều năng lượng nhưng mình vẫn xây được. Gọi là con này nó cứ thích lừa. À không phải, nó phá cây nhưng mà nó phải phá cây mới làm được. Ok, là cộng 87.000 năng lượng rồi, nhưng mình vẫn muốn thêm. Vậy vẫn là chưa đủ đâu các bạn. Ok. Rồi thêm này đấy, tham lam. Giờ sắt của mình lại thiếu trừ 265 đúng không? À 615 đúng không? Bây giờ mình sẽ này. Đâu rồi? Tất cả các cây mỏ quặng này phải được xây. Đấy à, thì trong lúc xây này mình phải thật là cẩn trọng anh em ạ. Đấy, được rồi, một cái này. Mình phải nâng hết lên bậc 2. Tại sao mình phải nâng lên bậc 2 nhỉ? Thì tí nữa mình sẽ cho các bạn biết. Mình còn chưa xây dựng cái nhà máy Amobot đây em ạ. Đấy, thì mình muốn là tạo ra một cái thứ gì đó nó thật là thú vị vào anh em ạ. Rồi nào, mình sẽ xây, đã xây một loại rất là nhiều mỏ xung quanh đây rồi anh em ạ. Đấy, thằng nào đầu ngoài nó đến nó bắn mình xiết luôn. Rồi, ơ cái bọn máy rơi bút rồi. À đây, nó đi qua đây anh em ạ. Đi qua đây, nó đến cái mỏ này. Đây, đến cái mỏ này này. Đấy, giờ xây dựng rất là nhanh nhá. Ngốn thì không ngốn nhiều lắm, nhưng mà xây dựng giờ rất là nhanh rồi, cộng 450 rồi. Ok, còn một cái mỏ ở đây nữa. À không, còn ở đây nữa này. Còn cái mỏ nào nữa không nào? Ok, có lẽ là xây cũng nhanh phết đi này bạn. Đây, thêm cái mỏ nữa này. Mỏ nữa này, đấy, được chưa? Rồi, như vậy là mình đã xây rất là nhiều nhà máy năng lượng 1-2. Bây giờ chúng ta cần xây dân quân phòng vệ. Nhưng mà từ từ đã. Trước khi xây cái quân phòng vệ này, mình, các bạn có muốn mình thử nuclear không? Nuclear. Đấy em chưa? Nó đang phá cây ở đấy. Nó phải phá cây thì mới có thể xây được. Ây da! Thằng đồng môi nó bắn mình đấy. Ai Nhơn này đấy. Mấy cái pháo laser chống ấy của mình nó thành công rồi. Bây giờ mình đang tìm cái bọn kia của mình. Cái này hơi dối các bạn. À đây, cái bọn máy xây dựng đây. Đấy, mình đã xây rất nhiều cái khu trạm ấy bậc 2. Ây da! Thằng nào lại bắn rồi. À đâu, cầm gì có. Ok, mình nếu như mà cái nhà máy của mình nó mất máu này, chẳng hạn như cái nhà máy này, mình sẽ quay lại mình sửa chữa cho nó. Đây, tạm thời thì 630 là hợp lý rồi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cần xây thêm nhà máy nữa để mà đấy. Chưa xây hết được nhà máy, mình chưa để. Chúng ta cần xây thêm nhà máy xe tăng này nè mà. Mình sẽ cho anh em xem bọn xe tăng nhìn nó như thế nào. Đấy. Đấy, xài. Giờ siêu nhanh luôn, cực cắt. Phải nói là cực cắt. Đây, xem thêm nhà máy này. Nhà máy này, nhanh lắm anh em ạ. Đấy, ui xài. Giờ chúng ta cần xây thêm này, 1, 2, 3, 4, 5. Mỗi con 5 cái cho nên anh em nhìn cho nó phê mắt nào. Đấy, mỗi cái 5 cái nhá. Ok, được rồi. Bây giờ chúng ta cùng xây nào. Cho các bọn này ra xây, bọn này xây thì dễ rồi. Bọn này xây thì dễ này em ạ. Đây, nó xiên phát thôi là ra này. Đây là bọn xe tăng xây dựng. Đấy, nhìn nó rất là chất lượng luôn. Nào xem nào. Ờ chắc là mình sẽ để cho bọn này tự xây thôi. Bọn xe tăng xây dựng này để đây. Bọn xe tăng xây dựng để đây. Ok. Bọn xe tăng xây dựng nhìn rất là chất lượng luôn. Ok. Bọn xe tăng với cả robot để đây. Đấy, xe tăng xây dựng này nhìn rất là chất lượng hơn. Mình trong lúc này sẽ để cho bọn này tự ấy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cần xây thêm. Đó chính là vào nhà máy này. Mình cần múc thêm 5 con này nữa. Đấy, rất là nhanh luôn. Và năng lượng của mình giờ ngốn nó không bao nhiêu nên các bạn đây. Dạ, do mình quá tham lam. Đấy, mình đã quá tham lam trong công việc gọi là xây dựng nhà máy đấy mà. Anh em có thể thấy là số lượng nhà máy này, nhà máy nhiên liệu này, đấy, năng lượng này. Đây. À, bọn này. Bọn này đang định xâm chiếm mình đi đấy mà. Ấy à, láo thật. Bây giờ thì mình cần nhanh. Mình xem bọn này nó định làm gì. À, chắc là nó định tấn công cái nhà máy của mình rồi.
dẫn cá mình để xác định tấn công cái nhà máy của mình đấy mà. Ok. Bây giờ thì mình sẽ cứu cái bọn đầu ngoài này. Đây. Qua đây phòng thủ. Qua đây trực phòng thủ đấy mẹ. Xem bọn này là đấy là ứ sẽ đi phê dựng ấy rồi. Mình cũng cần cái bọn robot tấn công này. Đấy, xe tăng tấn công qua đây. Mình biết kiểu gì mà đấy nó cũng sẽ xe tăng đi chậm thế. Không bằng cái bọn robot đầu moi moi của mình. Đấy, tấn công. Đấy. Ai à, bọn xe tăng phun lửa. Chết dở rồi, bọn xe tăng phun lửa em ạ. Xong rồi, bắn nổ đi, bắn nổ. Ui, bọn xe tăng phun lửa của nó khỏe quá. Ồ. Phải tôi đấm được mấy phát. Ồ. Vậy là cái bọn ấy của mình nó rất là yếu. Ok, mình cần xây lại cái này. Team địch bắt đầu sang tấn công. Thì ra mày chọn cái chết. Thì ra chúng mày chọn cái chết rồi. Ok, mình sẽ xây lại cái nhà máy này. Úi giời, quá là điều bình thường luôn. Giờ chúng ta sẽ cần một cái đội quân thật là hùng hậu. Đây, quay về đây. Bọn này, vào đây. Mình sẽ cần xây dựng trên cái này. Mình sẽ tạo ra Phoenix Phượng Hoàng rất khỏe. Đây thôi, mình sẽ chọn con này trước đi. Đấy, mình sẽ cần 20 con này. Và mình sẽ cho chúng ta biết thế nào là lấy độ. Đầu tiên chúng ta, mình cho mấy cái nhà máy nhiều thế thôi. Cho vui thế thôi em ạ. Chứ thực ra là hôm nay mình sẽ chiến đấu bằng máy bay em nhá. Okay. Ui giời, giờ thì làm quá dễ này em ạ. Do mình quá tham lam trong công việc làm nhiều năng lượng em ạ. Tới giờ bây giờ là mỗi lần cộng đến gần 100.000 năng lượng mà. Đấy, giờ được rồi em ạ. Rồi, tới số mày rồi. Thôi chắc là giờ chúng ta chiến thắng luôn nhỉ. Ok, 7, 6, 5. Rồi, chúng ta cần chờ thêm. Các bạn cứ chờ trong giây lát đi. Tí nữa chúng ta sẽ có một biệt đội máy bay. Ok, đấy, mình gọi là một biệt đội máy bay. Con này nhìn rất là chất đấy nha mạng. Thì đầu tiên là chúng ta sử dụng con này. Còn con Phoenix này thì với cả con này thì lại sau nha mạng đấy. Mỗi tập là một con thôi. Còn tập này để mình review các thứ đấy. Có xe tăng này, đây, quả xe tăng phun lửa đây. Bọn này là, bọn này chắc là do thám rồi. Chạy nhanh như này do thám rồi. Uầy, bọn robot này chất đấy nhỉ, xem nào. Tấn công. Không biết bọn này tấn công như thế nào. Ok được rồi, để sau đây. Ái à, bọn nhện cảm tử à, chết đấy. Rồi, giờ chúng ta cần phải sử dụng cái time ship. Time ship mình. Ok bọn này. Bây giờ sẽ là lúc mà team mình sẽ phải trả giá rất là nhiều bọn. Mình sẽ tạm gọi bọn này là chim ruồi. Mình thấy con này khá là giống một con ruồi. Bởi vì con ruồi nó cũng kiểu đập cánh rồi nó cứ xịt ra xịt lại. Đấy, con này cũng vậy. Và sau đó là có cái khẩu súng này. Đấy, sợ hãi nòng luôn này. Vâng, hãy chịu sự phẫn nộ của dung một đáy ba đi. Mày chơi mất giấy hả mày. Phần tướng là một con tím mộng mơ. Thích tím mộng mơ không? Thằng mất chạy. Thằng mất chạy. Bắn ảnh này. Nhờ đây. Tập trung tấn công con tướng đó. Yes. Tức là khi mình tấn công một con tướng là mình sẽ chiến thắng. Wow. Ui, còn phố hình nấm. Vâng, người Nhật rất thích ăn nấm anh em nhá. Ôi giời. Win. Nhưng nếu bạn đã không biết thì chúng ta có thể gọi là, mình sẽ tạm gọi là có thể reset lại thời gian. Đây, đây nhá, mình sẽ thử reset lại thời gian nhá. Trước lúc nó chết nhá. Đấy, nó đang reset này. Mình sẽ thử một chút. Đây, cho bạn xem. Đấy, mình đã reset thời gian đấy. Giờ bạn này vẫn còn đây. Nhưng mà thôi, chắc clip của mình đấy. Cứ cho các bạn, nếu bạn thấy hay, có những like, xem kỹ nha.